Kính chào quý khán giả và quý bà con. Thảo Hiền và Khánh Tường rất vui khi được đồng hành cùng bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin thiết thực, hấp dẫn về hoạt động sản xuất nông nghiệp đáng quan tâm. Lâm Đồng tiết kiệm 50% nước tưới bằng công nghệ thông minh. Giá trị sản xuất thu nhập bình quân chung của huyện Lạc Dương cao hơn gấp 3 lần của cả nước. Bệnh khảm lá sắn có nguy cơ lan rộng tại Ninh Thuận. Chuyên mục Chuyện nhà nông giới thiệu mô hình nuôi heo sinh học phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là một thông tin đáng chú ý. Tỉnh Lâm Đồng có trên 170.000 hecta cà phê với sản lượng trên 450.000 tấn trên một năm. Nhưng một phần diện tích này luôn trong tình trạng thiếu nước, đặc biệt là tại các huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm. Vì vậy, Ngân hàng Thế giới đã tài trợ cho dự án VNSAT với các mô hình thí điểm tưới tiết kiệm nước cho cây cà phê bằng cảm biến và công nghệ tưới thông minh. Dự án đã hỗ trợ cho các nông hộ 50% chi phí để lắp đặt hệ thống tưới cho cà phê. Hiện đã có 17 hộ dân áp dụng thí điểm được lắp ráp các thiết bị tưới thông minh, như đồng hồ bấm giờ, đồng hồ đo lưu lượng nước tưới, chạm đo khí hậu. Với mô hình này, lượng nước luôn được kiểm soát, không thừa mà cũng không thiếu, đồng thời giúp cho nông dân kiểm soát được phân bón, tiết kiệm chi phí và tăng năng suất cây trồng. Thưa quý bà con, theo tin từ Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư hình thành trung tâm sau thu hoạch, bảo quản và chế biến rau củ quả trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm rau củ quả, cung ứng cho các thị trường trong nước và xuất khẩu. Theo đó, trong năm 2019, Sở sẽ dành 450 triệu đồng hỗ trợ 3 đơn vị đầu tư mua máy móc, thiết bị có công nghệ tiên tiến để xây dựng và nhân rộng mô hình trung tâm sau thu hoạch sơ chế, chế biến, bảo quản, phân loại rau củ quả trên địa bàn các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt. Mức hỗ trợ tối đa không quá 50% kinh phí đầu tư của đơn vị và không quá 200 triệu đồng trên một dự án. Cũng là câu chuyện liên quan đến nông sản, một thông tin đáng chú ý đến từ huyện Lạc Dương. Thưa quý bà con, với độ cao từ 1.500m trở lên, huyện Lạc Dương có lợi thế phát triển các loại rau có nguồn gốc ôn đới và á nhiệt đới theo hướng công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn thực phẩm sạch trong nước và thế giới. Ước tính đến nay, toàn huyện Lạc Dương phát triển gần 740 hectare sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, đạt thu nhập bình quân 225 triệu đồng trên 1 hectare một năm. Nếu tính riêng thu nhập trồng rau sạch trong nhà kính ở huyện Lạc Dương, đạt đến 500 triệu đồng đến 800 triệu đồng 1 hectare trên một năm. Bên cạnh đó, huyện Lạc Dương còn có nhiều điều kiện thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng để sản xuất các loại hoa cao cấp trong nhà kính, doanh thu đạt 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trên 1 hectare một năm. Cá biệt, một số diện tích trồng hoa li li trên địa bàn huyện Lạc Dương với doanh thu trên dưới 2 tỷ đồng 1 hectare trên một năm. So sánh với cả nước, giá trị sản xuất thu nhập bình quân chung của huyện Lạc Dương cao hơn gấp 3 lần. Trong nội dung tiếp theo của chương trình, bệnh khảm lá sắn có nguy cơ lan rộng tại Ninh Thuận. Nông dân trồng bưởi ở Bến Tre lo lắng vì sâu bệnh hoành hành trên diện rộng. Chuyên mục con số hôm nay, Việt Nam nhập khẩu 138.833 tấn điều thô trong 2 tháng đầu năm. Thưa quý bà con, thời gian qua, tình trạng khoai mì nhiễm bệnh khảm lá diễn ra trên diện rộng đã trở thành nỗi ám ảnh với bà con nông dân ở nhiều địa phương. Mặc dù ngành nông nghiệp ở tỉnh Ninh Thuận đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống bệnh khảm lá sắn, thế nhưng do nhiều nguyên nhân nên bệnh khảm lá không được xử lý triệt để, có khả năng lan rộng, nguy cơ gây thiệt hại rất lớn cho sản xuất là khó tránh khỏi. Ninh Thuận hiện có 4.478 hecta sắn được trồng, trong đó có hơn 440 hecta bị nhiễm bệnh khảm lá, tập trung nhiều nhất tại hai vùng trồng trọng điểm là huyện Ninh Sơn và Bắc Ái. Nguyên nhân xảy ra bệnh khảm lá trên cây sắn được xác định là do người dân trong tỉnh mua hom giống từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã bị bệnh khảm lá đưa về trồng, dẫn đến bệnh phát sinh và lây lan nhanh cho các diện tích trồng khác. Lúc mà vô vụ mùa làm thì thiếu hôm chứ đồ là cũng đi mua hôm, mua đồ về làm. Thì nói chung là từ cái lúc cái nguồn mà mua hôm đó, cái hôm nó ở đâu thì không biết. Nhưng mà nông dân ở đây là không có hôm, thiếu hôm, họ mới mua về thì như đó nó lây ra vậy đó.
Theo dự báo, niên vụ tới, diện tích trồng sắn ở Ninh Thuận sẽ tăng lên đáng kể do người dân bỏ trồng mía chuyển sang trồng sắn và cần hom giống rất lớn. Lo ngại lớn hiện nay là giá hom giống sắp tới sẽ tăng và tình trạng khan hiếm giống sẽ lặp lại như vụ trước. Như vậy, người dân lại tiếp tục mua hom giống trôi nổi, không xác định được chất lượng để trồng, nguy cơ lại tái diễn bệnh khảm lá, gây thiệt hại cho sản xuất ở vụ sau. Cũng là câu chuyện về bệnh dịch trên cây trồng. Thưa quý vị và bà con, từ sau Tết Nguyên đán 2019 đến nay, tình hình sâu đục trái bưởi diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đến nhiều vườn bưởi tại huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, khiến nông dân hết sức lo lắng. So với cùng kỳ năm 2017 và 2018, thì đầu năm nay, lượng sâu đục trái sinh trưởng rất nhanh, phát triển với số lượng lớn, ảnh hưởng đến nhiều vườn bưởi tại địa phương. Một số nông dân trồng bưởi huyện Dòng Trôm cho biết, trước đây sâu đục trái bưởi chỉ tập trung gây hại trên các trái bưởi vừa và bưởi lớn. Thế nhưng, ở thời điểm này, những trái bưởi non cũng bị tàn phá, ảnh hưởng đến năng suất các vườn bưởi. Những cái năm trước thì thu hoạch cũng rất nhiều, nhưng mà năm nay thì do sâu thì nó không có còn. Nói chung là năm nay là thu hoạch là không được là 2 phần 10 của những năm trước. Trong cái quá trình thì cũng bao trái, rồi là cũng xịt thuốc. Nhưng mà nói chung là thấy cái tình hình này nó cũng không đạt được cái hiệu quả cao. Mặc dù nông dân đã được tập huấn áp dụng nhiều biện pháp xử lý sâu đục trái như phun nước, bao trái, phun thuốc sinh học, nhưng các biện pháp trên chưa đem lại hiệu quả bởi lượng sâu gây hại phát triển rất nhanh và đang lây lan trên diện rộng. Theo ghi nhận, hiện nay không chỉ trên trái bưởi mà các vườn cây có múi khác như cam, quýt, chanh trên địa bàn huyện Dòng Trôm cũng đều bị sâu đục trái gây hại. Theo ước tính đến thời điểm này, tình hình sâu đục trái có nguy cơ ảnh hưởng khoảng 80% diện tích vườn cây có múi ở huyện Dòng Trôm. Nguy cơ sâu đục trái phát triển thành dịch là rất cao, mong các ngành chức năng hỗ trợ kịp thời, giúp nông dân có biện pháp phòng chống hiệu quả, nhất là trên trái bưởi da xanh. Và không chỉ người nông dân trồng khoai mì hay bưởi lo lắng vì dịch bệnh, mà theo ghi nhận của chương trình tại Phú Yên, hơn một tháng qua, tôm hùm nuôi tại khu vực lau mái nhà, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bị bệnh và chết. Mặc dù là cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân bệnh và có phác đồ phòng và điều trị bệnh cho tôm hùm nuôi, nhưng chưa mang lại hiệu quả. Một trong những nguyên nhân là môi trường nuôi tôm hùm tại đây đang có dấu hiệu ô nhiễm. Anh Trần Hoàng Kỵ ở xã An Hải, huyện Tuy An thả nuôi 500 con tôm hùm tại khu vực đảo lau mái nhà đã hơn 10 tháng, nhưng hiện tại khoảng một nửa số tôm nuôi đã chết và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Để cứu tôm, anh đã sang tôm sang nhiều lồng khác nhau, thường xuyên theo dõi tôm. Đối với những con có trọng lượng trên 0,5 kg thì xuất bán để tránh thiệt hại. Tháng 11 tới giờ có người chết 80%, đa số còn lại là 50% trở lên. Bán vớt phần nào vốn thôi chứ còn lại bây giờ không có cách nào khắc phục được. Theo kết quả phân tích mẫu tôm và thống kê, tôm hùm nuôi ở khu vực lau mái nhà, xã An Hải, huyện Tuy An chết do bệnh đen mang. Cũng theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên, hiện nay môi trường các vùng nuôi tôm hùm tại Phú Yên có hàm lượng oxy hòa tan trong nước thấp và mật độ Vibrio SBB vượt giới hạn cho phép. Do vậy, người nuôi cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra tôm nuôi, đặc biệt chú ý kiểm tra sự phân tầng của nước, nhiệt độ, độ mặn, oxy hòa tan để điều chỉnh khoảng cách và mật độ tôm nuôi cho phù hợp, tăng cường vệ sinh môi trường khu vực nuôi tôm. Tiếp theo nội dung của chương trình, mời quý vị cùng đến với mục con số hôm nay. Thưa quý vị và bà con, theo Hiệp hội Điều Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm nay, ngành điều đã nhập khẩu 138.833 tấn điều thô, trị giá 224,924 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2018, lượng điều thô nhập khẩu giảm 1,37% về lượng và giảm 29,18% về giá trị. Điều này cho thấy giá điều thô đã giảm mạnh trên thị trường thế giới. Nhiều dự báo cho thấy giá điều thô nhập khẩu sẽ còn tiếp tục giảm khi mà thị trường nhân điều vẫn chưa sôi động. Tuy vậy, nhờ nguồn cung điều thô tăng lên đáng kể ở trong nước và Campuchia, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp điều Việt Nam đang chế biến chủ yếu từ 2 nguồn nguyên liệu này mà chưa mấy quan tâm đến điều thô nhập khẩu từ châu Phi. Dự kiến tổng sản lượng điều của thế giới gần 4 triệu tấn, tăng 300.000 đến 400.000 tấn so với năm 2018. Do đó, lượng điều thô cung ứng cho thị trường sẽ không thiếu. Tuy nhiên, Hiệp hội Điều Việt Nam cảnh báo các doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng điều thô bởi việc trộn hạt điều cũ, chất lượng kém vào hàng mới là có thể xảy ra và rất khó kiểm soát hết.
Liên tục nội dung 365 ngày chuyển động hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông. Câu chuyện hôm nay chúng tôi muốn chuyển đến quý bà con là về một mô hình chăn nuôi heo rất đáng được quan tâm. Thưa quý bà con, hàng chục năm nay, trước những biến động của thị trường chăn nuôi heo lên xuống thất thường hay thất mùa vì dịch bệnh, thì trang trại heo hơn 1.000 con của nhà nông Phạm Văn Uy ở phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vẫn luôn đứng vững. Nhờ đâu mà có được kết quả này? Hãy cùng 365 ngày chuyển động tìm hiểu. Chăn nuôi heo từ năm 2006 cũng trải qua thời kỳ dịch bệnh làm chết cả đàn. Ông Phạm Văn Uy quyết định phải thay đổi cách làm. Kết hợp giữa phương thức nuôi heo trên đệm lót sinh học và băng chuyển vận tải chất thải ở nước ngoài, ông đã xây dựng khu chuồng đan dễ dàng thoát chất thải với đệm lót sinh học phía dưới. Cách làm này có rất nhiều ưu điểm. Tôi nuôi ở trên cái này thì cái thứ nhất là gì? Nó có một cái độ thông thoáng gần như là rất là thông thoáng. Nó bằng chứng là chúng ta đang đứng ở trong một cái môi trường là heo nuôi kín. Thế nhưng mà cái nhiệt độ nó cũng không có áp lực lắm. Rồi cái thứ hai, nó không có cái diện tích nuôi ấy, nó sẽ sử dụng nó được lớn hơn là trên cái chuồng này. Và cái cuối cùng là gì? Con heo được nuôi ở trong một cái môi trường mà thông thoáng, khô ráo thì cái sức khỏe của nó sẽ tốt hơn những con heo nuôi ở trên cái nền. Thay vì lớp đệm lót trải trực tiếp xuống sàn, bị nén lại và phải thay đổi sau một thời gian sử dụng, thì lớp đệm lót phía dưới tấm đan mà nhà nông này áp dụng lại có thể tái chế sử dụng liên tục. Cứ sau khi xuất đi một lứa heo, ông lại cho nghỉ chuồng một tháng, phun chế phẩm M sinh học để tái tạo lớp nệm lót và tiếp tục nuôi heo. Theo ông, từ khi chuyển qua chăn nuôi heo theo phương thức này đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Nếu như trước đây phải phun thuốc sát trùng thường xuyên, thì hiện trang trại này hoàn toàn không sử dụng thuốc sát trùng vì theo ông, nó sẽ phá vỡ cân bằng sinh học. Ông chỉ phun men, giữ chuồng trại sạch sẽ và sử dụng thức ăn từ các loại cám bắp ủ trộn với men sinh học giúp tăng đề kháng cho heo. Toàn bộ nguyên liệu làm thức ăn trong trang trại được ông lựa chọn cẩn thận, ủ men 5 ngày mới mang cho heo sử dụng và đảm bảo tiêu chí an toàn 3-0, không kháng sinh, không chất tạo nạc, không chất kích thích tăng trưởng. Để làm được điều này, khâu phòng bệnh ban đầu luôn được ông chú trọng. Cái sức khỏe ngăn ngừa bệnh tật ở trên cái vật nuôi thì hoàn toàn phải dựa vào vaccine. Và ở đây thì đối với những người chăn nuôi thì cũng đã phải biết rằng cái loại vaccine nào mà cái độ tin cậy nó cao nhất. Là vì đôi khi cũng có những cái người chích vaccine. Thế nhưng mà tôi nói ngoài cái chất lượng rồi tránh xài về hàng giả thì còn cái quy trình bảo quản và cái cách tiêm chủng. Vaccine đầy đủ, chuồng trại sạch sẽ luôn được xử lý bằng chế phẩm M sinh học. Đàn heo hầu như không xuất hiện dịch bệnh. Bốn trại heo thịt này của nhà nông Phạm Văn Uy luôn được duy trì quanh năm và có hợp đồng bao tiêu sản phẩm với giá luôn tốt hơn thị trường 5-7 ngàn. Thưa quý vị, được biết là không chỉ chăm lo sản xuất cho hộ gia đình mình, ông Phạm Văn Uy còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm chuồng trại, kinh nghiệm phối trộn và ủ thức ăn, phòng ngừa dịch bệnh cho bà con chăn nuôi trong toàn tỉnh. Hiện ông đang là chủ nhiệm câu lạc bộ chăn nuôi của thành phố Bảo Lộc, hoạt động với tiêu chí chăn nuôi an toàn sinh học, tuân thủ quy cách, phòng bệnh, đảm bảo 3-0 trong chăn nuôi. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng liên hệ gửi về email chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 026 33 829930. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!